Bữa nay nghe đâu hình như Sa Tăng với quả tiễn đồ của miên nó dàn trận rầm rộ ở bên miền Tây, thì trước đây 5 tháng 6 tháng trước Kiệt nói là miên sẽ quýnh mình ngang hông, Trung Cộng quýnh mình ở trên xuống, nó thọc ngang hông thọc qua. Thì lúc đó Kiệt bị nhiều người chửi lắm, ta ta không tin. Thì hôm nay không biết chuyện tới đâu, nhưng mà cái màn này á nó còn nhiều cái lắm, trời Phật không có gạt mình nha quý vị. Những sấm cơ kiệt độc là của các chi vị không, chứ kiệt cũng chẳng biết gì hết. Thì bổn phận nói ra để cho mấy đại ca, mấy bộ, mấy quốc phòng hay là dân có sự chuẩn bị, chạy né hoặc là ít nhiều mình cũng biết là chuyện gì xảy ra, còn hơn là không biết gì đến chết là chết. Còn nếu mà Kiệt lên đây Kiệt thông báo mà không xảy ra, đó là đúng luôn, là Kiệt mong nó đừng có xảy ra, là vì Kiệt nhận được truyền tin thì Kiệt truyền cho quý vị, và đồng thời cũng cùng lúc Kiệt cũng thắng, chứ đâu có ai mà muốn có chuyện xảy ra tan tóc chết chóc đâu. Cho nên nếu mà không, những gì Kiệt nói sai á, đó là mình phải mừng nghe, mà Kiệt mà nói trúng á thì mình nhiều chuyện lắm. Cũng giống như giờ những gì Kiệt nói lâu nay, 3 năm nay là trúng gần 95%. Nghe bữa nay thua bên Ukraine, lấy lợi nhiều thành phố rồi, cũng không ai ngờ một nước mạnh vậy mà bữa nay thiếu đạn dược phải đi mua của Bắc Hàn, cầu viện quân của Bắc Hàn lên. Trên đời này không có ai xạo bằng chú Ủn Mật. Có mấy cái tin tức nói chú Ủn Mật 3 tuổi biết lái xe, 6 tuổi biết lái máy bay, 10 tuổi giận Mỹ cầm cục đá chọi cái quả tiễn nó rớt. Vậy mà dân Bắc Hàn nó vẫn tin, nó vẫn khóc. Nếu mà quốc gia nước Việt Nam mình mà như kiểu đó rồi, chắc những cái lời này của Kiệt nói chắc không vô lỗ tai ai hết. Như là Phật, bởi vì nhân chi sơ tánh phổn thiện.